Nhảy xuống mò luôn rồi. Đâu mất tiêu rồi. Trời trời đây chắc vô bầy cá đói quá. Trời ơi trời tròn kinh khủng luôn á, hình trái tim mới chịu. Thôi nghỉ trời đi. Vậy đó mà dính là một đống mà. Cá đói đây nó làm đây một... Gì vậy? Hai ba ba con chứ hai con gì ủa cái hú hồn trời ơi trời cá
Trời ơi, cái đó nó bự kìa trời. Cái đó chờ bái trong đó kìa, phải cái đó hay cái cháo gì? Nó đi về thòn nó việc, thấy không việc? Quất vô đây đi anh. Rồi, xuống coi chiến lợi phẩm của mình đi. Trời ơi, xuồng cá luôn. Ba ăn cá cháo. Có hai con chứ. Đống cá nâu quá trời cá nâu. Đâu ba con cái cá đâu cô. Đó cá cháo dài dài đó con. Cái chừng thì trời đập cá nâu. Ôi, cá đối đâu vậy? Khủng chưa? Ôi trời cá đối nè. Quá trời cá đối khủng rồi cả nhà ơi. Cá đối này to quá. Trời trời trời. Cá đối này mà nướng là ăn đã luôn nè. Siêu to khủng rồi chưa. Cá nâu nè. Thì đâm nhất quá thì nhất luôn à. Cái đó là con cá nâu. Cái đó to nhất rồi con từng thấy chưa chứ. Trời giờ mà nó dính cá đói hết mê rồi, giờ nãy giờ săn cá cháo không à. Quá trời săn mấy con cá cháo hấp dẫn. Mấy cá nhỏ nhỏ này dần nghe. Để cho nó bán, cho nó bán. Bán hả? Ừ. Bông bông đẹp quá ha. Cái nâu. Cái nâu thịt nó cá nó ngon lắm. Mà nó đâm là khủng khiếp luôn. Dạ nó cũng mắc tiền. Bự cái này có 70. Không cái này cỡ 50-60 à. Bự hơn chút nữa là 70. Cá bự nữa là 100. Cái trong cổ coi ha. Cái nào? Mấy cái dài dài đó. Này cái đối nước mặn. Giờ nó đâm hả? Đâm nhất lắm. Cái nâu này đâm nè. Trời ơi. Đâm nhất kinh khủng luôn á. Em quay con cá đó bữa sao nha. Chành nữa không? Loại nó đông nhất chú mua chanh á. Rồi vô mà đem cái vô bếp lửa hơi. Hơi nóng lăn vô hết. Vậy hả? Nó rút ra quá. Kìa con cá đói bự nó đang lội kìa anh. Đang. Trời trời nó lội kìa lờ cá đói thiệt là bự luôn kìa. Chanh tư mình đó. Dạ. Đem đút vô bếp lửa hơi. Thôi nó lội lờ. Ờ cho nó nóng cho chanh rồi đút vô lăn là không có nhầm gì hết. Vậy là nó rút ra không? Nó rút vô cho chanh luôn. Xô vô múc canh hết ba uống xô. Chào cả nhà ha. Cá cháo nãy mình bắt về nha cả nhà. Mình để đánh vẫy mổ bụng nè. Bây giờ mình sẽ đi làm chả cá cháo này các bạn. Mềm không có xương nha. Không sau một hồi cạo nạo chả thì mình đã nạo xong rồi các bạn. Này cái da của con cá nè. Này chỉ còn sót lại da với xương nè, xương nó dính lại rất là kỹ luôn, xương rất nhiều luôn ha, xương dữ dằn luôn đó. Nhưng mà có cái là mình cạo mình không bị dính xương, xương cái thịt nó nằm riêng như nè. Đây phần chả cá của mình nè, thịt nè. À, cái món cá chả nha cả nhà. Hôm trước mình bắt được cá măng đó nên mình làm cá chả này ăn rất là ngon nha. Cháo cái măng gì? Cái chéo tắt cái xuống nó lại xuống hồng lên cái độ dai của nó. Mình đang chiên chả nha cả nhà, nhưng mà mình coi nó phồng lên ha, mình thấy nha mình nó tròn cũng bằng cái bánh cam luôn các cả nhà. Chiên xong rồi cả nhà thấy một cái dĩa cá chả rất là tròn, rất là ngon cả nhà, vàng giòn luôn. Chả rất dễ làm rất nhanh nhưng mà rất là chất lượng luôn cả nhà. Này mời cả nhà nha, chúng ta cùng ăn sáng nha.